nhân dịp kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN. Ngày 20 tháng 8, tại Hải Phòng, Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội phối hợp tổ chức Ngày Gia đình và Bạn bè ASEAN 2023. Tham gia sự kiện có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Minh Hằng, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, cán bộ đại sứ quán, phái đoàn của tất cả các nước ASEAN và đối tác đối thoại của ASEAN tại Hà Nội. Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội, phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Thị Bích Ngọc, cán bộ ngoại giao và gia đình. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhắc lại sự kiện lễ thượng cờ ASEAN kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN và những thành tựu đã đạt được của Hiệp hội. Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Denny Abdi cho rằng việc tổ chức chương trình khẳng định những cam kết và nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác. 56 năm qua, cam kết các thành viên ASEAN luôn được tăng cường, củng cố. Thông qua các đối thoại, ASEAN chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ, để từ đó cùng nhau đối mặt với những thách thức hiện nay cũng như trong tương lai. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đi tham quan khu di tích Bạch Đằng Giang, là địa danh nổi tiếng với 3 trận thủy chiến chống quân xâm lược trong lịch sử Việt Nam. Những trận chiến đó gắn liền với tên tuổi các bậc hào kiệt, vua Lê Đại Hành, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đức Vương Ngô Quyền.